Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 12, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình thực hiện nghị quyết số 01 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, khẳng định năm nay chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong vòng 14 năm trở lại đây, còn tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước ước đạt 6,68%, cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6,2%. Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực tế kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó Chính phủ vẫn ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ đi cùng với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, tất cả nhằm đạt mục tiêu đưa tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% và tốc độ tăng tiêu dùng dưới 5%, còn tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1,3 đến 1,5%. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị quân chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ cảnh sát biển năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 để ứng phó với tình hình Biển Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp, có xu hướng quốc tế hóa qua hoạt động can dự của các nước lớn. Các hoạt động kinh tế biển của ta vẫn diễn ra bình thường. Năm 2015, Cảnh sát biển Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Trong tình hình mới, Cảnh sát biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp dân sự, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trong khu vực. Hiện Trung Quốc tiếp tục đẩy nhanh việc bồi đắp tôn tạo trên các bãi đá ngầm chiếm đóng trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, duy trì lực lượng tàu xua đuổi, đập phá, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam, đánh bắt hải sản tại khu vực biển truyền thống Hoàng Sa. Số lượt tàu đánh cá nước ngoài vi phạm vùng biển của Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Tình hình tàu cá Việt Nam bị bắt giữ, xử phạt, bị đánh chìm vẫn diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm trên biển xuất hiện những vi phạm pháp luật mới, tinh vi, liều lĩnh hơn. Cướp biển và cướp có vũ trang trong khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Những ngày này, du khách trong và ngoài nước đang đổ về thành phố của những loài hoa. Một lần nữa, lợi thế riêng có mà không phải địa phương nào cũng có được, lợi thế du lịch hoa đã được tỉnh Lâm Đồng khai thác để trở thành một thương hiệu mạnh cho du lịch trên vùng đất Nam Tây Nguyên này. Hàng ngàn du khách đã đến với vườn hoa thành phố Đà Lạt là một trong những địa điểm đẹp nhất ASEAN. Lợi ích kép là kết quả có được từ sự kết hợp của ngành sản xuất hoa với du lịch. Những người sản xuất hoa có cơ hội quảng bá và bán sản phẩm hoa, còn những người kinh doanh du lịch thì có những sản phẩm, những tour du lịch mới. Năm nay là năm thứ 6 Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức, và cứ sau mỗi lần festival lại có thêm những cách thức mới trong tổ chức du lịch hoa. Festival Đà Lạt cùng với chuỗi các sự kiện văn hóa dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách du lịch trong năm nay. Tin quốc tế, tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ triển khai một loạt máy bay chỉ huy vào cảnh báo sớm trên không Boeing Airbus Sentry từ Đức tới Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin trên vừa được một số tờ báo của Đức tiết lộ ngày hôm qua. Người phát ngôn quốc phòng Đức đã xác nhận thông tin trên và cho biết không quân nước này sẽ thực hiện chương trình triển khai các máy bay quân sự nói trên. Tuy nhiên, quan chức nước này không cho biết thời gian cụ thể. Ngày 18 tháng 12 vừa qua, NATO đã đồng ý gửi máy bay chiến đấu và tàu chiến tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phòng hộ trên không tại khu vực biên giới với Syria. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có một lực lượng không quân mạnh, song các nhà ngoại giao NATO và các chuyên gia quân sự cho rằng sự can dự của tổ chức này là nhằm giảm thiểu nguy cơ lặp lại vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay cường kích Su-24 của Nga hôm 24 tháng 11. Vụ việc nghiêm trọng này đã làm quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cực kỳ căng thẳng. Các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm có nhiệm vụ giám sát không phận,
trong phạm vi bán kính hơn 400 km được phát triển từ Boeing 707 E3 Sentry là loại máy bay thông tin liên lạc, chỉ huy, giám sát, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và có nhiệm vụ giám sát không phận trong phạm vi bán kính hơn 400 km. Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự luật chống khủng bố đầu tiên của nước này. Theo luật chống khủng bố mới được Quốc hội Trung Quốc thông qua, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ được phép tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở nước ngoài. Theo luật chống khủng bố mới được thông qua, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và các lực lượng cảnh sát vũ trang nước này có thể thực hiện các sứ mệnh chống khủng bố ở nước ngoài nếu được quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận. Lực lượng công an và an ninh cũng có thể cử người ra nước ngoài tham gia các sứ mệnh chống khủng bố, song cần phải được Quốc hội vụ viện cho phép cùng với các thỏa thuận được ký kết với những nước hữu quan. Trước đó, hội nghị lần thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã tiến hành thảo luận dự luật mới. Theo đó, khái niệm khủng bố đã được định nghĩa. Định nghĩa này đã được mở rộng hơn so với khái niệm trước đó đưa ra hồi tháng 2 năm 2015, khi đó không đề cập đến quyền và tài sản cá nhân cũng như mục đích chính trị và hệ tư tưởng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.